Bé tí là nhớ tự biết nấu cơm ở đây các bạn. Xin chào quý vị và các bạn, và đây là nội dung nữa mình truyền tải đến kênh. Một video mà A Pháo quay lại gia đình em Hầu Mỉ các bạn ạ. Đó, khung cảnh đằng sau của mình đây. Và mình sẽ quay cam trước. Ngày nay chúng ta sẽ cập nhật thông tin gia đình của em Hầu Mỉ. Và đương nhiên rồi, A Pháo tới là sẽ có một phần quà của các nhà hảo tâm gửi về cho gia đình của em các bạn ạ. Hôm nay A Pháo đi thời tiết mưa các bạn ạ. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại này mưa không còn nặng hạt nữa, lác đác thôi. Gia đình của em Hầu Mỉ thì đây các bạn ạ. Mẹ đơn thân với 5 người con. À, và ngôi nhà này thì cũng chỉ là nhà thuê mướn thôi các bạn. Hôm bữa rồi bảo là sửa cái máy bơm nhưng mà không biết là sửa chưa. Hoa ơi! Hoa! Các bé thì nhìn thấy mình từ xa rồi, tuy nhiên thì lại chạy vào nhà hết. Mọi khi là bé Hoa rất là nhanh nhẹn, ra chào chú ngay. Trốn hết thế! Hoa đâu? Chị Hoa đâu? Trốn hết gầm giường này. Xin chào, nhớ giống. Đâu, chị lớn đâu rồi? Đi chợ. Đi chợ à? À, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bạn. Hôm nay sao nhiều trẻ con thế? Một cháu sang nhà này chơi rồi. À, một cháu sang nhà này chơi à? À, thế có cách nào gọi chị Hoa về nhanh hơn được không? Đi bộ à cháu? Đi xe đạp à? Đi chợ ngoài thị trấn à? Ấy già căng nhè. Vào nhà thế mẹ của cháu đâu? Cháu ừ? Mẹ Mỉ đi làm rồi à? Đi làm tận đâu rồi cháu? Làm tận thành phố Hà Giang à? Khó rồi, hôm nay vào thăm đây này không ai ở nhà cả. Mấy bạn lít nhít như này này các bạn này. Và A Pháo vào tầm này là 11 giờ trưa. Đấy, không biết là nấu cơm như nào. Chắc là vẫn phải chờ chị Hoa thôi. Chúng ta chờ một tí các bạn nhé. Chờ bé Hoa. Để cơm nước như nào, chăm sóc các bé như nào chắc là chị lớn thôi. Cảm ơn cháu. Bạn ấy lấy ghế cho mình ngồi. Bây giờ cũng tầm trưa thì các bé sẽ tự lo cho nhau các bạn nhé. Mặc dù chị Hoa đi à, cháu Hoa đi chợ mua đồ à, mẹ cháu để lại tiền à? À, thế là đi mua thịt mua rau đấy. Hôm nay thì A Pháo cũng có cái phần quà, tuy nhiên thì vào thì mình chủ trương là trao tiền mặt thôi để gia đình tự cân đối sử dụng các bạn ạ, cho nên là mình cũng không mua hiện vật. Nếu mà căn cứ được mà mình liên hệ được cơ thì mình sẽ mua hiện vật, ví dụ là mắm muối mì chính, đồ ăn thịt chẳng hạn. Nay thì mình không làm vậy. Thank you.
Hôm bữa đầu tiên nhất mình tới với gia đình của em Mỹ là gia đình ăn mèn mén các bạn ạ. Sau nữa thì trường hợp mã pháo kết nối lên kênh được các nhà hảo tâm gửi tiền về và giúp gia đình. Nay thì gia đình chuyển từ mèn mén sang nấu cơm đây rồi. Bé tí như này nhá, tự biết nấu cơm ở đây các bạn. Không biết nội dung thoại là gì nhưng mà thấy mọi người, mấy bé đang xúm lại. Chắc là cho nước này xong là sát đổ như nào đấy. Rồi, sát đổ. Gọi là vò gạo các bạn ạ. Cái từ ngữ ở địa phương của mình gọi là sát các bạn nhé. Bà mẹ Hầu Mỹ đi làm ở Hà Giang, tuy nhiên là mình cũng đang quay ở Hà Giang, nó hơi chung chung. Chắc là lên vùng cao đi làm rồi các bạn ạ, đi làm thuê. Đấy, xem là các bạn nấu cơm kiểu gì. Đó, chắc là cái chỗ này là bạn ấy chuẩn bị cho các con ở nhà mua hai. Bắp cải các bạn và đỗ. Ôi cho vào luôn á, không rửa cháu. Đi rửa đi. Đi rửa rau xong đã, xong hay cho. Đừng cho vội. Rửa cả rau cháu ơi, từ từ, bình tĩnh. Ôi à, con dao hôm trước mình mài đây. Ôi đừng cắt vội, từ từ rửa rau đã. Đã rửa đâu? Tí mình luộc mình hay cho vào bé ạ. Bình tĩnh. Bình tĩnh cứ đi rửa cùng ấy. Này này, cháu cho vào đây. Đây cháu cho vào đây, đi rửa cùng rau. Đấy, tí luộc mình hãy cho vào. Ok, đi rửa rau nhá. Rồi đi rửa. Quay rửa thế à? Rửa thế chưa được sạch đâu. Cho có chậu không? Chậu kia có nước không? Cho vào chậu kia rửa. Cho nước vào chậu ấy. Đưa chú cái múc kia để chú rửa cái chậu này xong là rửa rau mới sạch được chứ. Rồi, bình tĩnh. Từ từ nhá, tráng cái này ra nhá. Đất bùn xong rồi. Rồi các bạn múc nước cho vào đấy xong là rửa. Đúng rồi, cho nước vào. Đúng rồi, cho nước nhiều nhiều vào mới rửa mới sạch chứ.
các bạn nên tiết kiệm nước. Mấy nay mưa mới có nước thôi các bạn. Giếng thì mình thấy cái hiện trường ở đây hôm trước là mình rút cái dây điện bằng cái dây thông tin, dây cáp treo ấy thôi. Tuy nhiên là cái dây to bằng dây sợi điện kia kìa. Thấy rằng mấy bé bảo là thợ cũng đã vào. Tuy nhiên là câu trả lời là không sửa được. Ôi, đã rửa xong chưa? Ok. Bảy bạn tự lo cho nhau. Thêm hoa nữa là 8. Cà chua thì cắt bằng tay cũng được thôi mà. Dùng thớt à? Ok. Hôm nay thì Á Pháo sẽ quay một cái video khá là thực tế như cái bé mà cùng gia đình của em Hầu Mỉ. Đấy, hôm nay là thêm các bé ở hàng xóm hoặc là anh em người nhà quanh đây tới nhà của bạn đi chơi nữa. Đấy, gia đình của bạn Hầu Mỉ thì thực tế là có 5 bé, thêm 3 bé của một gia đình khác nữa tới chơi. Nên là các bé tự lo cho nhau. Ô, này nồi cơm phải đun lên, không như thế là nó không chín được đâu. Bạn áo đỏ lấy củi đấy, các thứ sau khi xong đây, một phần là bằng tay, một phần thì bằng dao. Cái này là luộc hay là canh các bạn ạ? Chuẩn bị hết rồi. Nhìn thấy mình chưa? Rồi chúng ta sẽ nấu cơm để ăn cơm nhá. Chưa rồi. Mình mỗi khi là chị Hoa nấu à? Thế thì khó. Đây này, cháu phải về những cành nhỏ nhỏ này nó mới cháy. Thế chọc cái gốc vào nó khoan thua đâu. Đâu đưa cành đấy đây cho chú xử lý cho. Bé ơi, cháu tên là gì? Bạn áo đỏ tên là gì? Lửa à? Ừ, Lửa đưa đây cho chú làm cho. Lửa ơi, đưa cành đây, ừ, không, đưa cái củi về đây chú làm cho. Xong là đây. Rồi, ok. Được rồi, để chú xử lý. Nói tiếng Kinh đi, nói tiếng Mông chú không biết đâu.
Nói tiếng Kinh mọi người mới nghe được chứ. Áo đỏ là như nào? Bạn tên là Lửa à? Bạn tên là Danh. Danh à? Danh à? Danh à? Tên là Danh à? Tên là bé tên là gì? Tảo à? Đâu đưa cái đũa về đây để chú quăng cho. Bảy bạn này nấu đủ ăn không? Bảy bạn này nấu đủ ăn không? Đầy đủ rồi gì? Rồi, bữa nay có nước rồi. Thế nên là bạn đang rửa bằng dầu rửa bát. Hôm trước là nước lã thôi. Rúm rúm đi qua thôi. Rất là ái ngại. Thôi, để chú chặt cho. Này là thân cây chè, nó rất là chắc. Mình chặt còn khó ấy. Mấy bạn này chặt sao được. Chào đói chưa? Đói chưa? Chưa đói à? Sáng ăn gì các bạn? Ăn gì sáng các bạn ăn gì? Ăn lạc à? Được chưa? Nồi cơm được chưa các bạn? Kiểm tra xem nào, bạn lớn kiểm tra xem nào. Không cháy. Đâu đưa đũa đũa kiểm tra đi, không cháy đấy. À, kiểm tra à, mít à. Ôi được rồi, không cháy đấy.
đưa xuống. Rồi đưa xuống nhanh. Có một quả mít chín ở trong cái gùi đấy các bạn. Đây bé đang lấy để ăn. Đó, chứng tỏ là cũng rất là đói rồi. À từ từ, cháu nếu mà cháu luộc thì cháu cho nước vào. Phải có nước. Ừ, cho nước sôi không mới cho rau. Ờ ừ, từ. Nước thì cháu cho vào Âu này này. Cháu có bắc lên thằng cháu. Ừ rồi. Nước ăn đâu. Ừ. Và cho vào nước sôi thì mình cho rau vào. Được rồi, bằng đấy được rồi cháu ạ, không phải nhiều đâu. Mọi khi là chị Hoa nấu cho từ từ đừng. Xôi mình hay cho. Mọi khi là chị lớn lo cho các em. Này thì anh lớn đây các bạn này. Bạn tên là gì? Em cháu tên là gì? Manh. Manh à? Manh hay Mạnh? Manh. Manh à? Thôi chú gọi là Mạnh đi. Ừ. Mạnh đi, tên Mạnh khó gọi quá. Mạnh hoặc Minh đi. Thảo ra Mạnh à? À Hầu ra Mạnh. À, theo họ mẹ. Như thế thì các bé này là không có giấy kết hôn thú với bố. Đấy, thế nên là thành ra là khai sinh họ mẹ hết. Mà cái khai sinh này thì vừa được khai sinh thôi, cô giáo Mỹ gần đây. Đấy, cô khai sinh cho đấy các bạn ạ. Thế nên là mới có trường hợp là bé 12 tuổi rồi mới được khai sinh. Và bé không được đi học. À, tí anh mới cho đúng không? Bạn này không biết cho đúng không? À, lợn thì hôm nay thấy mua một bao cám các bạn ạ. Để chăm cho con lợn nó lớn. Chúng mình sẽ ra chuồng xem lại mấy con lợn các bạn nhé. Này thì quay cảnh các bé một tí đã. Rồi, sôi rồi. Đúng rồi, cho cả cà chua vào nữa. Cho cái chua, lau nó sửa, cho cái chua lên.
bạn lớn này cũng biết phết này, xoay nồi cơm này. Nên nó
cơm thiếu bát à cháu? Đây à, bé rồi đây. Thế cháu bên cho làm cho em đi. Vậy là chúng ta sẽ ăn trước chị Hoa đúng không? Chị Hoa mãi chưa thấy về nhỉ? Nước sôi à hay là nước gì, cháu vừa đi lấy nước gì? Bạn kia đi chan nước. Bạn áo xanh. Okay.
才绕了，才绕，才绕，
ăn xong mỗi bé một bát ra ngoài và rửa các bạn ạ. Mình vào chuồng lợn một tí đi các bạn, cập nhật luôn mấy con lợn. Bữa thì mình trao gần đây nhất đó chính là 3 triệu đồng. Đấy. Tuy nhiên thì em Hầu Mỉ em đi làm cũng thường xuyên các bạn ạ, cũng không ở nhà. Thế là xem là mấy con gà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hiện tại còn 11 con gà. À. Chắc là cũng ít khi được chăm sóc thế nên là thấy cũng co do. Giờ bạn thì ở nhà cơ nhưng mà ở nhà thì lại không có cái gì ăn, buộc lòng phải đi làm thuê các bạn ạ. 4 chú lợn này. Để sáng sớm chắc cũng được cho ăn rồi. Cám này vẫn còn, thấy bé đang chuẩn bị đi cho ăn đấy. Nếu thấy bé lớn hơn thì can lại, không biết là thế nào. Con lợn nhỏ bên cạnh bị 4 con kia cắn các bạn ạ. Thì nhốt riêng ở đây à, cũng so với hôm trước mình tới thì cũng lớn hơn đấy. Lớn hơn một chút. Và A Pháo vào ghi hình từ đến thời điểm này, từ lúc vào đến bây giờ đã là 2 tiếng. 2 tiếng hơn, cháu Hoa chưa thấy quay lại. Bữa cơm thì xong các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái chuyến này đi ấy, cái số tiền mà A Pháo đang cầm trong tay đó là 2 triệu đồng của cô Yến Chi, Bích Thuận và cô Yến Tuyết. Tuy nhiên thì toàn các bạn nhỏ tí tin hin này, không biết là trao kiểu gì. Đó, có mỗi bé lớn nhất ấy, bé Hoa ấy, 12 tuổi ấy, khả năng là mình tin tưởng bạn ấy cầm được tiền. Chứ bây giờ là mấy bạn này đi mua bim bim ngay đấy, đi mua đồ ăn ngay. Thế nên là mình chuyến này chắc là khả năng là mình không trao được rồi đấy. Một là chiều nay mình vào lại, nếu mà gặp bé Hoa thì mình cố nán lại mình chờ được. Hai nữa là nếu như chờ bạn Hồng Mỹ về, mình không muốn là mua đồ hiện vật các bạn nhé. Có thể là nếu như mà em Hồng Mỹ em dành dụm được cái số tiền mà Pháo đến trao mỗi lần như thế này ấy, thì cái kết quả cuối cùng là sẽ có một lượng tài chính lớn, có khoảng là 10 đến 20 triệu hoặc thậm chí 50 triệu mua được mảnh đất để các bạn ấy mua được mảnh đất chẳng hạn để xây nhà, cất nhà trong tương lai. Thì hiện tại thì bạn đang ở thuê không được các bạn. Đấy, mấy bé cũng biết rằng là 2 triệu đấy, có 2 triệu. Đấy. Này chú bảo này. Bạn lớn tên là gì? Cháu tên là gì? Bạn này này. Minh đúng không? Mạnh đúng không? Ừ. Chú bảo nhá, hôm nay chú đến chơi thăm các cháu, tuy nhiên thì không có người lớn ở nhà. Thế là chú không trao cái món quà cho các cháu được, đó chính là tiền mặt. Thế là để chuyến sau nữa thì chú sẽ lên lại và chú sẽ trao lại các bạn cho món quà này nhá. Đang dịch đấy. Và cũng chỉ có lựa chọn như vậy thôi các bạn ạ. Đó. Và A Pháo kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo trên kênh này. Nghe hiểu chú chưa? Hiểu chú nói gì chưa? Mấy bạn này vẫn đang ngơ ngác. Hiểu chú nói gì chưa? Này Mạnh. Hiểu chú nói gì chưa? Nhìn vào đây hiểu chú nói gì chưa? Y là 1, ao là 2, đúng rồi, áo của. Ừ, áo của.
áo của, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay là không có người lớn, chú sẽ không trao. Mấy nữa là chú quay lại chú sẽ trao nhá. À, thêm một bạn nữa. Ok chưa? Như thế là hiểu chưa, thủng chưa? Ừ, nếu mà có chị Hoa ở đây thì chú sẽ trao, nhưng mà tuy nhiên chị Hoa đi chợ mãi chưa về. Ok các bạn nhé, và chuyến đi này thì A Pháo khép lại tại đây. À, cảm ơn, và A Pháo tiếp tục kết nối đến trường hợp của em Hầu Mỹ, gia đình mẹ đơn thân và năm bé. Đó, nếu như mà trong cái quỹ A Pháo mà có quý nhà hảo tâm thương A Pháo, thương em Hầu Mỹ, có thể là mình tích trữ một cái số tiền mua được cho bạn một mảnh đất chẳng hạn để bạn ấy dựng nhà. Đấy là cái tương lai là mình tính vậy thôi. Còn trước mắt thì A Pháo sẽ giúp hai bé nhà em Hầu Mỹ. Đó, hai bé em Hồng Mỹ, một bé 12 tuổi, bé Hoa ấy, và bé nhỏ nhất đi học lớp 1 và học mầm non các bạn trong năm 2024-2025 này. Đó, đây là cái kế hoạch mà A Pháo vạch ra và giúp gia đình. Ok, vẫy tay chào nào. Vẫy tay chào. Ok, tạm biệt nhá.